Các bạn đang nghe truyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế trên kênh TV Audio CV. Chương 396, Huyết mạch mị hồ của sở vãn thu, 2. Nhưng nghĩ đến những lời Lý Hiên nói khi nãy, hy vọng trong lòng nàng không khỏi dấy lên. Chắc không phải đang lừa ta, chắc không phải đang an ủi ta đâu đúng không, sở vãn thu lẩm bẩm, giọng nói vẫn mềm mại tận xương như thế, nhưng lại có sự thương cảm hiếm có bởi vì nàng nhìn thấy cơ thể lý hiên đã hóa thành các bụi, ngay cả thi thể cũng không có, cứ vậy mà tiêu tan. điều này tỏ rõ những gì hắn nói là đang an ủi nàng, sao có thể xuất hiện nữa? vì vậy sở vãn thu cảm thấy rất bi thương, con ngươi xinh đẹp cũng hơi đỏ lên. không lâu sau, đường khả nhi dẫm lên phi kiếm cuối cùng cũng bay đến. trước đó vì khoảng cách rất xa, cho dù nàng tăng tốc bay đến thì cũng tốn thời khá nhiều gian dài. Điều này cũng khiến nàng bỏ lỡ mất thời cơ tốt nhất, không thể nhìn thấy Lý Hiên, người đã cứu Mạc bắt. "Vãn Thu tỷ, ngươi sao thế?" Sao mắt ngươi đỏ vậy? Sau khi Đường Khả Nhi bay đến, nhìn thấy hiện trường đều là bụi, còn có trận pháp vỡ nát, trong lòng nàng có chút nghi ngờ. "Ta không sao, ta đã tìm ra nguyên nhân của trận mưa lớn này rồi, quả thật là có người nghịch thiên cải mệnh, giải cứu Mạc bắt tuyệt vọng." Giọng nói của Sở Vãn Thu trầm đi, thật sao là cường giả nào mà lợi hại như thế cứ vớt mặt bắt vậy có lẽ hắn đã vượt qua kim đan kỳ rồi nhỉ bởi vì kim đan kỳ không thể để giải quyết vấn đề ở đây nhất định là hắn rất lợi hại ta nhất định phải gặp vị cường giả này nghiêm túc cảm ơn hắn đường khả nhi vội vàng nói cái đầu nhỏ nhìn xung quanh nhưng lại chẳng thấy bóng người không cần tìm nữa vị tiên sinh đó đã chết rồi đây là tro cốt của hắn sở vã thu chỉ vào nắm bụi trên mặt đất, thở dài. Chết rồi. Sao có thể? Có thể nghịch thiên cải mệnh, khiến mưa to rơi trên diện rộng như thế, sao có thể cứ vậy mà chết được? Vãn thu tỷ, ngươi đừng chọc ta nữa. Đường Khả Nhi không tin. Là sự thật, ta tận mắt nhìn thấy cơ thể hắn tan vỡ, có lẽ hắn đã dùng bí pháp cấm kỵ nào đó để cưỡng ép kéo mưa đến, giải cứu mặt bắt. Hắn còn nói bản thân sẽ không chết, sẽ còn xuất hiện nữa, thế rõ ràng là an ủi ta, ban nảy suýt chút nữa là ta đã tin rồi, người chết rồi sao có thể sống lại được chứ. Sở vãn thu càng nghĩ càng khó chịu, rất hối hận vì không hỏi được tên của Lý Hiên, không thể làm lễ truy điệu cho người thần bí này. Đây, đây, đường khả nhi cũng vô cùng chấn động, nhưng nàng cảm thấy người có thể nghịch thiên cải mệnh thì nhất định rất phi phàm, nói không chừng thật sự không chết, vì vậy nàng lại nói. Có lẽ vị tiên sinh đó thật sự chưa chết, suy cho cùng thì ngay cả Kim Đan Kỳ cũng không có cách nào giải quyết được vấn đề nan giải của Mạc Bắc, nhưng vị tiên sinh đó giải quyết được, điều này đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của hắn rồi. Người mạnh như thế, nhất định sẽ không dễ dàng chết đâu, ví dụ như đám quỷ dị đó, cho dù bọn nó có bị giết, nhưng chỉ căn nguyên còn lại đủ nhiều thì vẫn có khả năng sống sót. Có lẽ vị cường giả này cũng có thủ đoạn tương tự, tu tiên giới thần bí khó lường. Công pháp thần kỳ gì cũng có khả năng xuất hiện. Đường Khả Nhi giải thích, những gì nàng nói tương đối có lý có khả năng. Sau khi Sở Vãn Thu nghe xong cũng dần bình tĩnh lại, bắt đầu nhớ lại toàn bộ sự kiện. Nàng phát hiện, từ đầu đến cuối Lý Hiên đều rất bình tĩnh, thậm chí còn treo chọc mùi hương cơ thể nàng. Lại cộng thêm đề nghị thu đệ tử đó, Sở Vãn Thu dần bình tĩnh hơn. Có lẽ hắn thật sự còn sống trước đó hắn đã nói lần sau gặp lại sẽ nhận ta làm đệ tử vậy thì đúng rồi vị tiên sinh này nhất định vẫn còn sống nếu không hắn không thể nói ra câu muốn thu ngươi làm đệ tử thế được suy cho cùng ngươi là người mạnh nhất nam vực tu sĩ kim đan đại viên mãn tu sĩ bình thường sao có tư cách nhận ngươi làm đệ tử được chỉ có cường giả cường đại hơn mới muốn thu nhận tu sĩ mạnh mẽ như ngươi làm đệ tử thôi vì vậy vị tiên sinh đó nhất định rất mạnh Nhất định hắn vẫn còn sống. Đường Khả Nhi tiếp tục nói. Hóa ra là thế, ta càng lúc càng cảm thấy hắn vẫn còn sống, trước đó nghĩ là hắn chết rồi, thật sự là khoảnh khắc hắn tan vỡ khiến người ta cảm thấy quá khắc khoải. Cuối cùng sở vãn thu cũng hiểu, ý thức được Lý Hiên còn sống, tâm trạng đè nén trong lòng cuối cùng cũng nhẹ đi một chút. Tuy vậy, nàng vẫn thu thập nắm cho tàn trên mặt đất, tìm một nơi non xanh nước biết an táng long trọng huyết phân thân của Lý Hiên lập một bia mộ vô tự sau khi làm xong những chuyện này nàng dẫn đường khả nhi rời khỏi nơi này đi thăm dò tình hình nước nguồn ở các nơi đề phòng có nơi nước chảy quá nhiều xuất hiện tình huống như lũ lụt nhưng mặt bắc quá thiếu nước thời gian đổ mưa lần này cũng không dài lắm lũ lụt hay sạt lở gần như không xảy ra nhiều nhất là lấp đầy sông mặt bắc và ao hồ dọc đường sau một vòng kiểm tra của các nàng thì quả đúng là như vậy các nơi đều an toàn không có xảy ra thiên tai hay lũ lụt, trái lại vấn đề nước dùng đã được giải quyết. Trong vòng vài năm, vấn đề nước dùng nan giả của Mạc Bắc đã dịu đi, cũng coi như là vấn đề lớn đã được giải quyết xong, hai người đều thở vào nhẹ nhõm. Nhưng các nàng vẫn nhớ rõ như in một Lý Hiên thần bí, mong chờ sự xuất hiện của Lý Hiên trong tương lai. Một nơi khác. Thanh Liên Tông. Sau khi Lý Hiên thử nghiệm hô phong hoáng vũ xong thì cảm thấy năng lực rất có ích, mạnh hơn thuộc hàng vũ nhiều, quan trọng là không làm tổn thương đến linh hồn. Đáng tiếc bảo vật về phương diện linh hồn quá ít, không có cách nào chữa khỏi vết thương của ta và Sở Vãn Thu. Thôi vậy, khoảng thời gian này tiếp tục ẩn cư vậy, hy vọng tai họa lần thứ tư có thể đến muộn một chút. Lý Hiên nhắm hai mắt, mở công đức và tiếp tục cảm ngộ thanh liên thể, thăng cấp thể chất của mình. Thời gian trôi qua, chớp mắt ba tháng đã trôi qua. Sáng sớm ngày này, Lý Hiên từ trong cảm ngộ mở mắt ra, sau lưng hắn xuất hiện sáu đóa thanh liên, không ngừng xoay tròn như thời không luân bàn. Tiên Ngài tiêu hao công đức cảm ngộ thanh liên thể, thanh liên thể tam giai tăng thành thanh liên thể lục giai. Tiên Ngài tiêu hao công đức cảm ngộ linh họa sư nhị giai, thành công tiến giai đến linh họa sư tam giai. Tiên Ngài tiêu hao công đức cảm ngộ linh khúc sư nhất giai, thành công thăng hai cấp liên tiếp, đạt đến linh khúc sư tam giai. Tiên Ngài tiêu hao công đức cảm ngộ trưởng khống lôi hệ, học được lượng lớn pháp thuật lôi hệ. Một loạt âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu. Lý Hiên nghe âm thanh nhắc nhở, cảm nhận thanh liên thể lục giai của mình, mơ hồ cảm nhận được thân thể của bản thân đã lột xác. Loại lột xác này khiến hắn càng hòa quyện với trời đất, có loại cảm giác đạo pháp thần diệu một cách đương nhiên, vô cùng thần kỳ nhưng thứ thăng cấp nhiều nhất vẫn là sự kiểm soát linh lực bây giờ chỉ cần hắn muốn hắn có thể kiểm soát linh lực trong phạm vi vạn dặm khả năng kiểm soát linh lực như vậy ít nhất cũng phải là kim đan đại viên mãn mới có thể đạt đến mà bây giờ hắn đã nắm vững như thế rồi nhanh không thể tưởng tượng nổi đáng tiếc ám thương trong linh hồn khiến thực lực ta không thể tăng lên được làm lỡ việc tu hành của ta may mà đệ tử thăng cấp cũng thúc đẩy thực lực của ta tăng trưởng Lý Hiên thở vào nhẹ nhõm, ấn mở nhắc nhở liên quan đến các đệ tử. Tiên Đệ tử A ngốc của ngươi có được kỳ ngộ hắc ám, thực lực thăng lên hai tầng, phần thưởng của ngài, linh trù sư tam giai tiến giai, biến thành linh trù sư tứ giai hạ phẩm. Tiên Với sự giúp đỡ của tả thủ tà y, đệ tử triệu thiên của ngài thành công dung hợp huyết mạch hỏa thử, đột phá đến luyện thể tầng 4, phần thưởng của ngài, thủy linh căn thượng phẩm. Tiên đệ tử tống tiểu mỹ của ngài lấy được đoá hoa thần bí sau khi nuốt xuống thì đột phá đến trúc cơ hậu kỳ phần thưởng của ngài thực lực đột phá đến trúc cơ đại viên mãn một loạt âm thanh nhắc nhở vang lên lý hiên nhìn thực lực các đệ tử thăng cấp cảm nhận thực lực trúc cơ đại viên mãn của mình trong lòng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm cho dù linh hồn vẫn còn lưu lại vết thương hắn vẫn có thể nhanh chóng trở nên mạnh bằng cách dựa vào đệ tử hơn nửa thời gian đã qua lâu rồi trừ tống tiểu mỹ ra thì các đệ tử khác cũng sắp đột phá rồi bước tiếp theo là kim đan ta có thể cảm nhận được ngày này sắp đến rồi rất nhanh rất nhanh lý hiên bước ra khỏi tầng hầm với tâm trạng rất tốt gọi băng huyên nhi xinh đẹp như thiên tiên đến cùng nàng làm thịt nướng trong tiểu viện chúc mừng cho sự tiến bộ trong ba tháng này của hắn một nơi khác bên ngoài cổng thanh liên tông kiếm si vác hai thanh kiếm bước từng bước đi lên bậc tam cấp của sơn môn men theo bậc tam cấp đi lên núi giống như một nhà sư khổ hạnh. Hắn của lúc này, khí tức đã đạt đến trúc cơ kỳ, toàn thân trên dưới đều tản ra kiếm ý, một vòng thanh liên chậm chậm chuyển động phía sau lưng hắn. Là kiếm si sư huynh trở về, khí tức thật mạnh mẽ, chẳng lẽ kiếm si sư huynh cũng trúc cơ hoàng mỹ rồi sao? Có đệ tử tông môn nhỏ giọng nói. Lần trước, sau khi kiếm si bị Lý Hiên đánh bại đã lựa chọn ra ngoài lịch lãm, chuẩn bị rửa sạch nổi nhục, không ngờ kiếm si lại đột phá đến trúc cơ sơ kỳ trong một khoảng thời gian ngắn như thế. Hơn nữa kiếm ý đang tỏa ra đó thật đáng sợ, có vẻ kiếm si đã thu hoạch rất nhiều trong lần ra ngoài lịch lãm này. Một đệ tử khác của Tông Môn nói, đó là chắc chắn rồi, ngươi xem thanh liên sau lưng của kiếm si sư huynh đi, Đóa thanh liên này thể hiện rằng kiếm si sư huynh đã luyện thành thanh liên thể, đạt đến trình độ thanh liên thể nhất giai. Đây là thanh liên thể nhất giai đó, là thể chất vô cùng khó lĩnh ngộ được nghe nói trong tông môn chỉ có trưởng môn và đại trưởng lão lĩnh ngộ được thôi bây giờ kiếm si sư huynh cũng đã lĩnh ngộ thành công rồi các ngươi nói xem lần này kiếm si sư huynh trở về có thách đấu với lý hiên sư huynh không suy cho cùng lần thất bại trước đã dán một đòn đã kích rất lớn vào kiếm si sư huynh cao ngạo nhất định sẽ khiêu chiến hơn nữa còn sắp bắt đầu rồi các ngươi nhìn ánh mắt của kiếm si sư huynh đi từ đầu đến cuối đều hướng về phía khu ngự thú, xem ra một cuộc đỏ sức giữa các thiên tài là không thể tránh được. Vậy các ngươi nói thử xem, ai sẽ thắng? Ta cảm thấy kiếm si sẽ thắng, bởi vì khoảng thời gian này Lý Hiên vẫn luôn ở tông môn, phương thức bế quan tu hành nhắm mắt làm liều này, thực lực rất khó thăng cấp. Ngươi nói cũng có lý, ta nghe nói ngày nào Lý Hiên cũng ở cùng với băng huyên nhi, nói không chừng chỉ quan tâm đến nữ nhi tình trường, quên luôn việc tu hành rồi có một đệ tử mập nói đúng vậy đợi đã cái gì gọi là nữ nhi tình trường ngươi đừng nói lung tung có được hay không băng huyên nhi sư tỷ xinh đẹp như vậy sao có thể có tư tình nam nữ với lý hiên được có một nam đệ tử thích băng huyên nhi tức giận phản bác nói đúng đó băng huyên nhi sư tỷ chỉ là thị nữ của lý hiên thôi tuyệt đối sẽ không có quan hệ nam nữ với lý hiên đâu tuyệt đối không một đệ tử khác cũng tức tối nói các ngươi có tức cũng chẳng có ích gì, băng huy nhi xinh đẹp như thế, ngày nào cũng ở chung với Lý Hiên, nhất định là chuyện gì nên xảy ra thì cũng đã xảy ra. Suy cho cùng, không có nam nhân nào có thể kháng cự được sự hấp dẫn của băng huy nhi cả, hơn nữa giữa thị nữ và chủ nhân có chút gì đó thì cũng bình thường. Đệ tử mập tiếp tục nói, có gì chút gì đó với chủ nhân đó là nha đầu bồi giường, băng huy nhi sư tỷ chỉ là thị nữ, ngươi đừng có nói linh tinh vậy thì chưa chắc suy cho cùng thì hai người ngày ngày bên nhau hơn nữa sau khi thị nữ được thăng chức thì chính là nha đầu bồi dường đệ tử mập tiếp tục nói ngươi câm miệng đáng chết đáng chết tại sao băng huyên nhi như tiên tử lại muốn làm thị nữ của lý hiên đó là đệ nhất mỹ nữ của nước đại hạ mà đúng vậy vừa nghĩ đến lý hiên và băng huyên nhi tiên tử ở chung với nhau mỗi ngày có mỹ nhân làm bạn thậm chí là có tư tình nam nữ ta đã cảm thấy rất đau lòng muốn khóc lớn một trận mấy đệ tử ái mộ băng huyên nhi cảm thấy vô cùng khó chịu ai nấy cũng thấy ngột ngạt vô cùng các người đừng nghĩ đến băng huyên nhi sư tỷ nữa vẫn nên xem trận đấu hôm nay đi kiếm si sư huynh đã đi về phía tiểu viện khu ngự thú rồi kìa ta nhìn thấy rồi hy vọng kiếm si sư huynh có thể dạy cho lý hiên một bài học trúc giận cho chúng ta nương à vừa nghĩ đến Lý Hiên ở nhà ôm thiếu nữ xinh đẹp như băng huyên nhi là ta đã cảm thấy tức giận rồi. Đúng vậy, nhất định phải đánh cho Lý Hiên răng rơi đầy đất, đánh đến mức hắn không thể tự lo cho sinh hoạt nữa, như thế thì hắn sẽ không còn cách nào gần gũi với băng huyên nhi nữa. Đúng, đánh mạnh vào. Các đệ tử lòng đầy tức giận, đều hy vọng kiếm si có thể dạy dỗ Lý Hiên một trận, trút giận cho bọn họ. Chủ yếu là do khí tức của kiếm si tỏa ra quá mạnh mẽ, một vòng thanh liên sau lưng đó đã thu hút rất nhiều ánh mắt, cũng khiến rất nhiều người ngạc nhiên, đương nhiên mọi người đều tràn đầy tự tin với kiếm si. Trong sự chú ý như thế, kiếm si ngẩng đầu ửa ngực, với sự tự tin nồng đậm, hắn bước từng bước đến tiểu viện khu ngự thú, chuẩn bị bước vào trong tiểu viện để đưa ra lời thách đấu với Lý Hiên. Kết quả không ngờ. Hắn vừa tiến lên hai bước thì đã bị trận pháp xung quanh tiểu viện vây lại, làm thế nào cũng không thoát được lăn lộn suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng hắn cũng ra khỏi trận pháp với gương mặt tối sầm. Không phải trận pháp bị phá giải mà là Lý Hiên đã mở trận pháp ra. Vào lúc này, Lý Hiên đang đứng ở cửa nhà, nhìn kiếm si bằng ánh mắt thắc mắc, hỏi kiếm si, ngươi đứng trong trận pháp của ta làm gì vậy? Đây là huyễn trận, có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, chẳng lẽ ngươi thích ảo tưởng sao, ai mà thích hoang tưởng chứ, ta bị mắc kẹt không ra được, được chưa hả? Kiếm si châm chọc trong lòng nhưng không thể nói ra thành lời, nếu không thì quá mất mặt, hắn chỉ có thể đen mặt nói. Lý Hiên, lần trước thua ngươi, đúng là do ta kỹ không bằng người. Nhưng lần này ta đã có được kỳ ngộ bên ngoài kiếm ý không những dày đặc hơn mà còn gần đạt đến trình độ kết giới kiếm ý rồi, thậm chí ta cũng đã thành công trúc cơ hoàng mỹ, trở thành tu sĩ trúc cơ. Cộng thêm thanh liên thể nhất giai của ta, sức chiến đấu của ta tăng trưởng vài lần, không biết ngươi có dám chấp nhận lời thách đấu của ta hay không, sau khi kiếm si nói xong, hiện trường phút chốc xôn xao ồ lên. Đệ tử xung quanh nhìn kiếm si bằng ánh mắt kinh nghi bất định, không dám tin kiếm si thật sự đã trúc cơ hoàng mỹ rồi. Phải biết rằng, trúc cơ hoàng mỹ là căn bản để trở thành cường giả siêu cấp, chỉ cần có thể trúc cơ hoàng mỹ thì tương lai của kiếm si sẽ rất sáng lạng. Lại cộng thêm kiếm ý của kiếm si, và thêm cả thanh liên thể nhất giai, mọi người càng cảm thấy kiếm si phi phàm cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ và kiếm si rất lớn quá mạnh không ngờ kiếm si sư huynh thật sự đã trút cơ hoàng mỹ trận này kiếm si sư huynh thắng chắc rồi đúng vậy trút cơ hoàng mỹ và kiếm ý siêu mạnh thêm cả thanh liên thể nhất giai nữa cộng những thứ này lại thì nhất định sức chiến đấu sẽ tăng đột biến thực lực như thế kiếm si sư huynh còn có thể khiêu chiến vượt cấp chắc chắn có thể đánh bại lý hiên suy cho cùng ngày nào lý hiên cũng ở trong tiểu viện không hề ra ngoài nếu là ta thì ta cũng không ra ngoài băng huyên nhi xinh đẹp như thế ở bên cạnh thì ai cũng không muốn ra ngoài ơ ờ, các ngươi xem băng huyên nhi tiên tử đi ra rồi kìa thật xinh đẹp đợi đã nàng đứng bên cạnh lý hiên các ngươi xem vai của bọn họ kề sát bên nhau kìa đáng chết đó là vai của băng huyên nhi tiên tử một đám đệ tử nhỏ giọng bàn tán thấy băng huy nhi xinh đẹp như thiên tiên yên lặng đứng bên cạnh lý hiên giống như một mỹ nhân lạnh lùng ngoan ngoãn mọi người đều ghen tị không nguôi đặc biệt là băng huy nhi còn kề sát với lý hiên như vậy thân thể còn hơi tiếp xúc nữa điều này khiến mọi người càng nhìn càng đố kỵ căm hận hy vọng kiếm si sẽ hung hăng đánh lý hiên một trận ngược lại thì kiếm si không để ý đến điều này hắn chỉ nhìn lý hiên một cách vô cùng tự tin bộ dạng thiên tài kiêu ngạo ngươi không thắng được ta đâu Đi đi. Lý Hiên vung ống tay áo, không đến sĩ gì đến kiếm si, chủ yếu là do đối phương quá yếu, hắn không có tâm tư đánh với kẻ yếu như này. Không thắng được. Còn chưa đánh mà ngươi đã nghĩ ta không thắng được. Kiếm si không chịu từ bỏ, tiếp tục hỏi. Ta chỉ đang nói sự thật. Lý Hiên nói thật. Sự thật? Nực cười, sự thật ở đâu? ngay cả đánh còn chưa đánh thì ngươi dựa vào cái gì để phán xét kết quả tiêu kiếm vẫn không chịu từ bỏ thậm chí còn rút thanh kiếm sau lưng ra bộ dạng muốn đánh băng huyên nhi bên cạnh có chút nhìn không nổi nữa đôi tay nhỏ trắng nõn của nàng nắm lấy ống tay áo lý hiên đối mắt với lý hiên một cái sau khi thấy lý hiên không phản đối thì nàng tiến lên một bước nói ngay cả trận pháp hiên thiếu gia tiện tay bố trí còn không phá được ngươi làm gì có tư cách thách đấu với hiên thiếu gia rõ ràng là ngươi đã thua rồi đây kiếm si nghe thấy lời này thì hơi sững sờ trong nháy mắt sắc mặt hắn đen đi bởi vì hắn phát hiện ra dường như mình thật sự đã thua rồi quả thật mình không phá được trận pháp này chủ yếu là do trận pháp này quá lợi hại ở trong đó hắn như đang đứng trong mê cung căn bản không phá được điều này khiến hắn rất buồn bực nhưng hắn vẫn không phục tiếp tục nói ta thừa nhận rằng về phương diện trận pháp thì ta không bằng ngươi nhưng hôm nay thứ ta muốn so là sức chiến đấu, không phải là trận pháp. Lý Hiên, đến đánh một trận sảng khoái với ta nào, để ta xem ngươi trưởng thành bao nhiêu rồi. Quả nhiên là không chịu hết hy vọng, Hiên thiếu gia, ngươi đoán chuẩn thật. Băng Huyên Nhi xinh đẹp như thiên tiên quay đầu lại, đôi mắt to đen lấy nhìn về phía Lý Hiên, trong con ngươi xinh đẹp có sự ngưỡng mộ mơ hồ. Rõ ràng là trước đó bọn họ đã trao đổi qua một lượt rồi, đã nhắc đến một vài câu đánh giá về kiếm si được rồi ta đi giải quyết chuyện này huyên nhi đi vào pha ấm trà đi đợi sau khi pha xong thì chuyện bên này cũng giải quyết xong rồi lý hiên vỗ nhẹ vào bờ vai mềm mại của băng huyên nhi dặn dò nàng đi vào pha trà được hiên thiếu gia băng huyên nhi gật cái đầu nhỏ ngoan ngoãn quay về pha trà để lại mọi người với vẻ mặt ngạc nhiên bọn họ nhìn băng huyên nhi nghe lời như vậy nhìn lý hiên tùy ý vỗ lên vai của băng huyên nhi như thế bọn họ càng cảm thấy lý hiên đã chiếm được băng huyên nhi hai người đã có quan hệ nam nữ rồi kết quả này khiến mọi người càng ấm ức càng khó chịu tất cả các cảm xúc tiêu cực đều tuôn trào nhiều cảm xúc như vậy cũng cung cấp cho lý hiên lượng lớn tình tự chi thủy hắn thầm cảm thán trong lòng địa vị của băng huyên nhi trong lòng các đệ tử thanh liên tông quá cao chỉ vừa dẫn dắt một chút là bọn họ đã bộc lộ nhiều cảm xúc như vậy, quả thật chính là công cụ sản xuất tình tự chi thủy hình người. Lý Hiên quyết định, sau này rảnh rồi thì ra ngoài đi dạo với băng huy nhi, kích thích đám đệ tử trong tông môn này thật nhiều để kiếm thêm tình tự chi thủy. Đối diện Đệ tử tông môn vây xem không biết tâm tư của Lý Hiên, nếu như biết thì đoán chắc là bọn họ sẽ tức đến hộc máu. Không còn cách nào, nhìn thấy Lý Hiên và băng huy nhi gần gũi, bọn họ đã buồn bực khôn nguôi rồi, nếu như nhìn thấy nhiều hơn nữa thì đoán chắc là bọn họ sẽ tức chết. Lạc đề rồi, chúng ta quay lại vấn đề chính thôi. Kiếm si nghe thấy Lý Hiên dặn băng huyên nhi đi vào pha trà, còn nói pha trà xong thì bên này cũng giải quyết xong thì có chút không thoải mái, cảm thấy Lý Hiên đang kinh thường hắn. Kiếm si trong tâm trạng khó chịu siết chặt trường kiếm, thanh liên sau lưng hắn chuyển động dữ dội, linh khí xung quanh nhanh chóng tụ lại. Rất nhanh, khí tràn linh lực mạnh mẽ đã hình thành xung quanh cơ thể hắn, dao động không khí cũng đang rung rẩy cũng khiến kiếm si càng bất phàm hơn, càng mạnh mẽ hơn. Đệ tử xung quanh thấy cảnh này thì biết trận đấu sắp bắt đầu rồi, ai nấy đều háo hức quan sát, chờ mong được nhìn cảnh kiếm si đánh Lý Hiên. Lý Hiên, ta ngưng tụ kiếm ý thành một chiêu gọi là trảm thiên kiếm, uy lực cực mạnh, nếu như ngươi có thể tiếp một chiêu này thì ta thừa nhận ngươi mạnh hơn ta. Cẩn thận nhé! giúp câu, kiếm ý mạnh mẽ từ trên cơ thể kiếm si sông lên, điên cuồng cuộn trào ra bốn phía. Luồng kiếm ý này rất mạnh, thậm chí nó còn khiến kiếm của các đệ tử xung quanh rung lên thuê, cũng khiến đám đông chấn động. Chỉ là, ngay trong thời điểm này, Lý Hiên chậm chậm giơ cao tay cánh trái, miễn cười nói, vậy thì bắt đầu đi. Cùng với câu nói của Lý Hiên, tay trái của hắn khẽ búng tách một cái, tiếng búng tay này không lớn, nhưng lại vô cùng giòn giả búng xong cái búng tay này lý hiên khẽ mỉm cười nói kết thúc rồi nên trở về uống trà thôi lời vừa dứt lý hiên quay người đi vào bên trong tiểu viện thuộc khu ngự thú các đệ tử thanh liên tông xung quanh đang quan sát trận chiến thấy cảnh tượng kỳ quặc này thì đều ngỡ ngàng không biết đã xảy ra chuyện gì rõ ràng vừa rồi vẫn còn trong dáng vẻ đang dương cung bạc kiếm sao đột nhiên đã đi vào trong rồi chuyện này khiến mọi người rất khó hiểu nhưng điều khiến mọi người càng khó hiểu hơn là kiếm si hắn vậy mà lại đứng tại chỗ trong thế chuẩn bị tấn công đứng bất động như tượng chuyện gì đã xảy ra vậy sao kiếm si sư huynh lại đứng bất động thế đúng vậy vậy mà không cản lý hiên rời đi không phải kiếm si sư huynh muốn thách đấu sao sao là đứng được ra đó vậy không đúng không đúng ở đâu rồi nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi nếu không thì tại sao kiếm si sư huynh lại đột nhiên bất động chứ đi chúng ta đến phía trước nhìn xem đông đảo đệ tử thanh liên tông tiến lên phía trước cẩn thận kiểm tra xem là chuyện gì đã xảy ra đến khi nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt kiếm si mọi người đều sững sờ bởi vì kiếm si đang đứng đó mỉm cười cầm kiếm cười ngốc như một thằng đần và trong đôi mắt hắn lại xuất hiện trạng thái mơ màng giống như đã chìm trong ảo giác không hay rồi là huyễn thuật kiếm si sư huynh trúng huyễn thuật rồi huyễn thuật đáng sợ quá kiếm si sư huynh là trúc cơ trung kỳ đến cả hắn cũng trúng chiêu huyễn thuật này không đơn giản chút nào sao kiếm si sư huynh lại trúng chiêu vậy ta hoàn toàn không cảm nhận được sự dao động của linh lực thậm chí còn không nhìn rõ là chuyện gì đã xảy ra nữa hình như từ đầu đến cuối lý hiên chỉ búng tay thôi các ngươi còn nhớ cái búng tay đó không ta nhớ quả thật lý hiên đã búng tay một cái huyễn thuật đáng sợ quá một cái búng tay là đã giải quyết được kiếm si sư huynh rồi nếu đây là chiến trường thì kiếm si sư huynh đã chết rồi. Mọi người bàn tán sôi nổi, ngạc nhiên nhìn kiếm si đang đứng ngốc, suy đoán xem huyễn thuật gì mà lại lợi hại như vậy, ngay cả linh khí dao động cũng không cảm nhận được. Quan trọng là tốc độ thi triển của huyễn thuật này quá nhanh, trong phút chốc đã khiến kéo kiếm si ý chí kiên định vào huyễn thuật, phương pháp này thật sự khiến người ta chấn động. Trước đó ta còn nghĩ, nhất định kiếm si sư huynh có thể dạy dỗ cho Lý Hiên một trận, trút giận dùng chúng ta kết quả không ngờ được là kiếm si sư huynh không những không giải quyết được lý hiên ngược lại lại còn bị lý hiên đánh bại trọng điểm là chỉ giải quyết bằng một cái búng tay chuyện này đúng là khiến ta tức chết đi được chẳng phải thế sao loại huyễn thuật này của lý hiên quá mạnh ai mà đỡ được chứ dù sao thì ta cũng không có cách nào để ngăn cản huyễn thuật này sức ý chí của ta kém xa so với kiếm si sư huynh ta cũng vậy đông đảo đệ tử bàn tán xôn xao đều cảm thấy năng lực ý chí của mình không bằng kiếm si điều này cũng khiến bọn họ nảy sinh nỗi sợ hãi sâu sắc với lý hiên ta cảm thấy sau này nên cách xa lý hiên một chút thì tốt hơn nếu không trúng chiêu thì thảm đúng vậy ngươi nhìn kiếm si sư huynh đứng đây cười như thằng ngốc đoán chắc là đang mơ một giấc mộng đẹp trong ảo cảnh rồi sau chuyện này nhất thế anh danh của kiếm si sẽ bị hủy hoại bị đánh bại bằng một cái búng tay đã đủ mất mặt rồi kết quả vẫn còn đứng đó cười như ngốc chúng ta lay hắn tỉnh thì tốt hơn nếu không cứ để như vậy chốc lại xảy ra chuyện chết người gì thì sao? Được. Đông đảo đệ tử bắt đầu lây tỉnh kiếm si, kết quả lay một hồi lâu mà người vẫn không tỉnh lại, chuyện này khiến mọi người càng sợ hãi huyễn thuật của Lý Hiên. Trong tiểu viện ngự thú, sau khi băng huyên nghi pha xong tách trà ngon thì bước đến bên cạnh Lý Hiên, nhẹ nhàng đặt ấm trà xuống, sau đó thu thần thức đang quan sát khung cảnh bên ngoài lại. Hiên thiếu gia, ngươi dùng huyễn thuật sao? Đúng vậy, ngũ giác huyễn thuật trong trúc cơ kỳ, không ai có thể cản được. Lý Hiên giải thích sơ qua một chút. Lợi hại như vậy, loại ngũ giác huyển thuật này có thể tránh được không? Ví dụ khi búng tay, nhân cơ hội chạy đi xa chút. Băng Huyên Nhi chớp đôi mắt to, tò mò hỏi. Không có tác dụng, loại huyển thuật này có thể khiến người ta bất giác trúng chiêu, mỗi một hành động của ta đều có thể thi triển nó. Ngươi nhìn mắt ta, lông mi của ta chớp một cái là ngươi đã trúng chiêu rồi lý hiên nhẹ nhàng giải thích chớp mắt cũng có thể dính băng huyên nhi sững sờ nhìn xung quanh nàng phát hiện bản thân đang đứng trên giữa đại dương khung cảnh tại hiện trường đã hoàn toàn thay đổi mạnh huyễn thuật quá mạnh ta không nhận ra là mình trúng chiêu như thế nào băng huyên nhi che cái miệng nhỏ hồng hào lại ngạc nhiên nhìn lý hiên bên người đây chính chỗ bá đạo của ngũ giác huyễn thuật có thể khiến người khác trúng chiêu trong vô thức lý hiên giải thích khung cảnh cũng trở về tiểu viện khu ngự thú thật sự rất bất phàm băng huyên nhi nhìn tiểu viện quen thuộc cảm thán sự mạnh mẽ của huyễn thuật này nhưng vào lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến chuyện đột nhiên má phải của nàng nóng lên một chút trong khi đang nướng thịt với lý hiên khi nãy lúc đó nàng cảm thấy bản thân vừa đột phá đến trúc cơ trung kỳ khả năng kiểm soát linh lực chưa được tốt nên mới có dấu hiệu linh khí không ổn định nhưng bây giờ nghĩ lại có khi nào mình trúng huyễn thuật không bị Lý Hiên lén hôn một cái, nghĩ đến điều này, bàn tay mảnh khảnh của nàng siết lặt, giọng nói run rẩy, nàng hỏi. Hiên thiếu gia, trước đây ngươi có từng dùng huyễn thuật với ta không? Trước đây, Lý Hiên cao mày suy nghĩ, nghĩ đến mấy tháng trước hình như là khi thử nghiệm đã dùng với băng huyên nhi một chút, khiến nàng lấy nhầm thịt trong khi đang nướng thịt, cái khác thì hình như chưa có thử nghiệm. Vì vậy hắn gật đầu nói, quả thật là có dùng trên người ngươi một lần, chỉ trong chốc lát. Trong phút chốc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của băng huy nhi lập tức đỏ bừng cả người đều toát ra vẻ vô cùng đáng yêu bởi vì lúc đó bên má phải của nàng chỉ nóng lên trong phút chốc vậy rất có thể là lý hiên đã lén hôn nàng một cái điều này khiến cho nàng cảm thấy ngại ngùng nhưng cũng có chút vui vẻ nhưng làm tiểu nữ nhi trong nhà nhất định sẽ ngượng ngùng cho nên nàng vội vàng đứng dậy trong giọng nói lạnh lùng lại có chút hỗn loạn hiên thiếu gia ta ta đi tu hành đây lời vừa dứt Băng Huy Nhi lộn xộn cất bước chạy sang vào gian phòng bên cạnh, mở luôn cả trận pháp luôn. Chuyện gì thế này? Lý Hiên thắc mắc nhìn Băng Huy Nhi đột nhiên bỏ đi, không nghĩ ra được nàng bị làm sao, cảm thấy không thể hiểu được. Vẫn là Tiểu Nguyệt Nhi nhà ta dễ thương nhất, non nớt đáng yêu và chu đáo nhất. Lý Hiên ngâm nga một khúc nhạc, tiếp tục ăn thịt nướng, tắm nắng và thưởng thức đồ ăn. Một nơi khác. Trong động phủ của Tần Nguyệt ở Vũ Tiên Tông tần nguyệt lấy một tấm bản đồ thần bí cổ kính ra xem vẻ mặt vô cùng nghiêm túc bản đồ của bí cảnh linh hồn loại địa phương này quá nguy hiểm cho dù ta tiến vào thì cũng thập tử nhất sinh kỳ lạ tại sao ta lại cảm thấy tấm bản đồ này rất quan trọng với ta linh hồn của ta rất mạnh không cần bảo vật linh hồn trừ khi là người rất quan trọng với ta chẳng lẽ là sư tôn cuối cùng tần nguyệt biến sắc lập tức kích hoạt huyết mạch phượng hoàng lửa tăng cường cảm nhận trong phút chốc đôi mắt đen lấy của nàng chuyển sang màu đỏ Ngọn lửa đỏ bừng rực cháy ngưng tụ xung quanh, khiến cơ thể nàng giống như là hỏa thần cường đại thần bí. Sau khi tiếp hoạt một phần huyết mạch, ta càng cảm thấy bản đồ quan trọng với ta, vô cùng quan trọng. Xem ra nhất định là sư tôn đã xảy ra chuyện, cần bảo vật linh hồn gấp, ngày mai, không, bây giờ ta phải đến bí cảnh linh hồn. Giúp sư tôn lấy được bảo vật linh hồn. Tần Nguyệt nói xong thì lập tức thu ngọn lửa trên người lại, chân dẫm lên phi kiếm màu đỏ rực lao ra khỏi động phủ đi thẳng về phía bí cảnh linh hồn nhưng vào lúc này một lão chấp sự bay đến cảng đường đi của tần nguyệt tần nguyệt ngươi không thể rời khỏi tông môn tông chủ có lệnh tất tất cả đệ tử phải ở tông môn đợi lệnh lão chấp sự chống gậy ngăn cản ta có việc quan trọng phải làm ta sẽ giải thích với tông chủ sau tránh ra tần nguyệt nghiêm túc nói nhưng bên ngoài quá nguy hiểm ngươi một mình ra tông rất dễ xảy ra chuyện đừng đi thì tốt hơn gần đây đã có khá nhiều đệ tử ngã xuống lão chấp sự lại can ngăn lần nữa cảm tạ sự quan tâm của ngài nhưng có một vài chuyện nhất định phải thực hiện dù có nguy hiểm đi chăng nữa đôi mắt đẹp của tần nguyệt trong hướng nam vực trong đầu nhớ về sư tôn túng mỹ và lương thiện nhưng bên ngoài thực sự rất nguy hiểm tốt hơn là đợi cho đến khi thị nữ hạnh nhi của ngươi trở về rồi bảo nàng đi cùng ngươi lão chấp sự đưa ra kiến nghị nàng có nhiệm vụ không thể quay về trong thời gian ngắn việc này rất cấp bách phải đi càng sớm càng tốt vì vậy tránh ra đi tần nguyệt kiên quyết muốn rời đi nhưng lão chấp sự cao mày vẫn không muốn để tần nguyện rời đi suy cho cùng tần nguyệt là đệ tử thiên tài thế hệ mới của tông môn nếu như nàng xảy ra chuyện không ai có thể gánh được trách nhiệm ấy nhưng dáng vẻ cố chấp muốn rời đi của tần nguyệt khiến lão chấp sự rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan không biết phải làm sao cũng vào lúc này, không gian khẽ nổi gợn sóng, bóng dáng tầng bất hối bước ra từ trong không gian, đứng bên cạnh tầng nguyệt, khẽ hỏi. Tại sao lại muốn rời tông một cách đột ngột như vậy? Ngươi định đi đâu, đi bí cảnh linh hồn. Tầng nguyệt kiên quyết nói. Ngươi điên rồi, nơi đó rất nguy hiểm. Dù là ta, khi còn ở trúc cơ kỳ, ta cũng không dám tiến vào. Quan trọng là qua trúc cơ kỳ thì không thể tiến vào nữa nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm đến tính mạng ở bên trong đến cơ hội cứu viện bọn ta cũng không có vậy nên ngươi không thể đi sẽ chết đó tần bất hối vội vàng nói tần trưởng lão có phải linh hồn của sư tôn có vấn đề hay không đừng lừa ta ta có thể cảm nhận được tình hình của hắn có gì đó không đúng tần nguyệt nhìn thẳng vào mắt tần bất hối hỏi chuyện tần bất hối im lặng biết không thể giấu được nữa nàng chỉ có thể thở dài thật sâu nói vẫn bị ngươi phát hiện ra linh hồn của hắn thực sự là đã bị tổn thương nhưng ta không thể nói ra nguyên nhân cụ thể hắn cũng không cho phép được nếu sư tôn đã không cho phép thì ngươi nhất định không được nói ra còn về thương thế nơi linh hồn ta sẽ giúp sư tôn chữa khỏi tần nguyệt hít sâu một hơi ý định tiến đến bí cảnh linh hồn càng thêm kiên định nàng muốn giúp sư tôn chữa trị vết thương linh hồn quá nguy hiểm ta nghe nói quái vật của bí cảnh linh hồn gần như là giết không hết hơn nữa càng về sau quái vật càng mạnh có thể mỗi bước của ngươi đều phải giết quái vật mạnh hơn nơi như vậy quả thực là sân chơi của quái vật giống như trong thủy triều vô hạn ngươi tiến vào sẽ chết đấy tần bất hối lo lắng nói không sao chỉ cần có thể trị khỏi cho sư tôn tất cả đều đáng đừng ngăn cản ta không ai cản được ta đâu thái độ của Tần Nguyệt vô cùng kiên quyết. Sau khi nói xong câu này, nàng trực tiếp điều khiển phi kiếm, cấp tốc rời đi. Đừng, hai, biết biết là không cản được, hy vọng ngươi có thể vượt qua cửa ải này. Biếu đâu thân phận thiên mệnh chi tử có thể giúp ngươi vượt qua thì sao, Tần bất hối hít sâu, cuối cùng không yên tâm, âm thầm đi theo. Thời gian trôi đi. Chớp mắt đã qua ba ngày. Cửa bí cảnh linh hồn tần bất hối đi theo tần nguyệt đến gần bí cảnh linh hồn nhìn tần nguyệt đi vào bí cảnh linh hồn lúc này nàng mới hiện thân sau đó nàng vươn tay lên khẽ chạm vào màn sáng của bí cảnh lập tức cảm nhận được sự phản kháng mạnh mẽ rõ ràng nàng không thể tiến vào quả nhiên là qua chút cơ kỳ thì không thể tiến vào nữa nếu như cưỡng ép tiến vào có thể vùng không gian này sẽ xảy ra vấn đề chỉ có thể chờ đợi hy vọng nàng bình an Tần Bất Hối lo lắng ngồi đợi bên ngoài cửa bí cảnh, thỉnh thoảng lại nhìn về hướng màn sáng của bí cảnh, mong Tần Nguyệt sớm ngày quay về. Một ngày sau, có một tiểu khả ái phấn Niêu Ngọc mài từ khu rừng gần đó đi đến. Dáng vẻ mềm mại đáng yêu khiến người ta yêu mến, khiến kẻ khác rất muốn đưa tay ra véo khuôn mặt nàng một cái. Sau khi tiểu khả ái xuất hiện, sắc mặt Tần Bất Hối vẫn đang ngồi đợi thay đổi, nàng vội vàng đi đến trước mặt tiểu khả ái cúi người hành lễ và nói, bái kiến tông chủ. Ừ, nàng đã tiến vào bao lâu rồi? Cái miệng nhỏ nhắn của tiếu cô nương hơi nhếch lên, phát ra âm thanh lanh lảnh trong veo của trẻ con. Đã một ngày rồi. Tần bất hối nhanh chóng trả lời. Một ngày. Có lẽ cũng sắp qua cửa ải đầu tiên rồi. Chút nữa quan tráo sẽ lóe lên một tia sáng, biểu thị rằng đã thông qua cửa ải thứ nhất. Đáng tiếc thực lực của nàng quá yếu, mới trúc cơ hậu kỳ. Dựa theo cách qua cửa ải thông thường, trúc cơ đại viên mãn chỉ là điều kiện tối thiểu để tiến vào bí cảnh. Có huyết mạch, lĩnh ngộ kiếm ý, còn phải tu hành các loại thuật pháp đến cực hạn. Đồng thời còn phải sở hữu thiên phú đặc biệt, cuối cùng cộng thêm tiên khí, mới phù hợp vượt bí cảnh linh hồn. Hiện giờ, ngoại trừ huyết mạch, cái gì nàng cũng không có mà đã mãn xông vào như vậy, ta đoán rằng tối đa nàng chỉ qua được cửa ải thứ sáu đến cửa ải thứ bảy chắc chắn nàng sẽ chết cho dù thêm vào thân phận thiên mệnh chi tử thì nàng vẫn sẽ chết tiểu khả ái khẽ nói dáng vẻ xinh xắn động lòng người chết vậy bây giờ phải làm thế sao nếu như nàng chết mọi chuyện đều đi tông tần bất hối sợ hãi nếu biết trước nguy hiểm như vậy nàng chắc chắn sẽ ngăn cản không sao cho dù có chết thì nàng cũng sẽ niết bàn trùng sinh viết mạch phượng hoàng chẳng phải là cái danh hảo đến khi nàng chết ta sẽ phá vỡ vùng hư không này mang nàng từ trong bí cảnh ra đến lúc đó sau khi niết bàn trùng sinh xong nàng sẽ quên hết tất cả hoàn toàn quên đi sư tôn của nàng loại bỏ tất cả ảnh hưởng toàn tâm toàn ý với thân phận thiên mệnh chi tử cứu giúp thế giới này tiểu khả ái khẽ nói chấp đôi mắt to vô tội nhìn tần bất hối quên đi sư tôn của nàng nhưng con người sư tôn nàng rất tốt đáng để nàng ghi nhớ tần bất hối nhớ đến công lao của lý hiên vội vàng nói đỡ đáng sư tôn của nàng không phải chỉ là một người tu tiên bình thường hay sao tiểu khả ái lấy minh bài sinh tử của tần nguyệt từ trong túi ra vừa xem vừa hỏi cũng không hẳn sư tôn nàng tên là lý hiên là một người thích hành hiệp trượng nghĩa tâm địa lương thiện đã từng giúp đỡ rất nhiều người Tần Bất Hối lại nói đỡ thêm một câu. Nhưng không có sự cho phép của Lý Hiên, không thể nói ra chuyện của Lý Hiên, nàng chỉ có thể miêu tả lại khí cạnh người tốt của Lý Hiên. Vô dụng thôi. So với cứu giúp thế giới, hành hiệp trượng nghĩa thì có là gì? Lý Hiên ảnh hưởng quá nhiều đến Tần Nguyệt, phải khiến Tần Nguyệt quên đi Lý Hiên. Tiểu Khả Ái âm u nói. Nhưng sau khi Tần Nguyệt niết bàn trùng sinh, nàng có còn nàng của ban đầu không? Tần bất hối lo lắng. Nàng thích Tần Nguyệt của hiện tại hơn, sinh động và tình nghĩa, nàng và sư tôn của nàng giúp đỡ lẫn nhau, dìu dắt lẫn nhau và quan tâm đến nhau. Vậy thì, nếu Tần Nguyệt niết bàn trùng sinh và quên đi Lý Hiên, vậy nàng có còn là Tần Nguyệt không? Ta không biết, huyết mạch Phượng Hoàng rất hiếm thấy, ta chưa từng trải qua. Hơn nữa, huyết mạch của Tần Nguyệt vẫn chưa được kích hoạt hoàn toàn, ảnh hưởng của niết bàn trùng sinh với nàng là rất lớn đến lúc đó có lẽ nàng thực sự không còn là nàng nữa tiểu khả ái tiếp tục nói âm thanh vẫn trong trẻo dễ nghe như cũ nhưng ý tứ trong câu nói lại khiến cho con tim người nghe buốt giá công chủ hãy để tần nguyệt duy trì như hiện tại đi ta thích nàng của hiện tại hơn tần bất hối vội vã nói đây không phải là chuyện mà ta có thể quyết định đây là hậu quả của khi tần nguyệt cố chấp tiến vào bí cảnh linh hồn Nơi đây hết sức nguy hiểm, có tổng cộng 12 cửa ải, cửa ải sau nào cũng khó gấp đôi cửa ải trước. Dù là ta, năm đó là trúc cơ đại viên mãn, nhờ chuẩn bị đầy đủ và huyết mạch, cùng với sự tăng cường của tiên khí, cũng chỉ vượt qua được cửa ải thứ 8. Cuối cùng ta đã chết trong trận chiến ở cửa ải thứ 9, chỉ có thể sống lại nhờ vào căn nguyên để lại bên ngoài. Tần Nguyệt mới trúc cơ hậu kỳ, vẫn chưa nắm giữ nhiều pháp thuật, cũng chưa lĩnh ngộ kiếm ý cộng thêm việc huyết mạch của nàng mới chỉ được kích hoạt một phần sức chiến đấu như vậy dù có cộng thêm cả thân phận thiên mệnh chi tử thì nàng cũng sẽ ngã xuống ở cửa ải thứ bảy cuối cùng nàng sẽ hóa thành một quả trứng phượng hoàng chờ niết bàn trùng sinh tiểu khả ái tiếp tục nói trong ánh mắt ngập tràn thơ ngây lại biến thành tang thương ngay cả ngài cũng chết ở cửa ải thứ chín bí cảnh linh hồn khó đến vậy sao tần bất hối lộ ra biểu cảm chấn động Đúng vậy, vô cùng, vô cùng khó. Toàn bộ Trung Châu, chỉ có ba người người có thể xông qua cửa ải thứ 8, tiến đến cửa ải thứ 9. Ngoài ta ra, một người là Nặc Ngôn, người còn lại là Nguyệt Phán xử. Hai người này lợi hại hơn ta. Ta chết ở cửa thứ 9, Nặc Ngôn chết ở cửa thứ 10, Nguyệt Phán xử chết ở cửa thứ 11. Tiểu Khả Ái tiếp tục nói, nghĩ về những gì đã trải qua, nàng vậy mà lại tức giận đến mức dậm bàn chân nhỏ tông chủ, nặc ngôn mà ngài nói có phải là người thủ hộ nặc ngôn, người đã một thân một mình trấn thủ khu vực chiến trường địa tâm, ép ba ngàn vạn ma tộc không dám lộ diện tại khu vực này không? Tần bất hối không nhịn được mà hỏi. Đúng, là hắn. Sức chiến đấu của tên này mạnh đến nghịch thiên, đúng thực là quái vật đánh không chết. Đáng tiếc hắn tin vào lời của yêu nữ kia, coi lời nói dối đó là thật. Sau đó, hắn đơn độc trấn thủ chiến trường địa tâm một nghìn năm, vẫn luôn đợi yêu nữ quay lại tiểu khả ái thở dài yêu nữ là ai vậy tần bất hối nghi hoặc hỏi đã chết rồi tộc của yêu nữ ở sát chiến trường địa tâm nếu như ma tộc xông đến tộc của nàng sẽ chết hết vì lợi ích của tộc mình yêu nữ đã lừa gạt nặc ngôn thực ra thời gian đó yêu nữ sắp chết rồi sau khi lừa nặc ngôn không đến ba ngày thì nàng đã chết rồi sau này nặc ngôn vẫn luôn trấn thủ ở chiến trường địa tâm cả nghìn năm cũng không rời một bước tiểu khả ái tiếp tục nói đề cập đế bí mật của giới tu hành thật đáng thương nỗ lực trấn thủ vùng chiến trường địa tâm như vậy chèn ép đến mức ba nghìn vạn ma tộc không dám ló đầu xuất hiện nhưng người hắn đợi đã hóa xương khô từ lâu nghe những lời này tần bất hối cảm thấy vô cùng khó chịu thán rằng trên thế gian vẫn luôn có nhiều núi tiếc như vậy bỏ đi không nhắc đến hắn nữa, đợi Tần Nguyệt thôi. Phía ngoài màn sáng chẳng mấy chốc sẽ sáng lên tia sáng thông quan ải đầu tiên, xem kìa, sáng lên rồi. Tiểu khả ái dương cánh tay nhỏ nhắn lên, chỉ về phía màn sáng của bí cảnh. Ở nơi đó, một tia sáng màu xanh nhàn nhạt đã lóe lên, giống như đáy kim tự tháp, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chứng kiến cảnh này, tần bất hối càng lo, lo lắng tần nguyệt tiếp tục vượt ải thì sẽ chết. Đừng nhìn ta, ta cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể đợi, đến khi nàng chết cũng là lúc ý thức phòng ngự của bí cảnh hạ xuống mức thấp nhất, ta mới có thể nhân cơ hội phá vỡ bí cảnh, đưa nàng ra ngoài. Phá vỡ lúc này, không những không có cách cứu Tần Nguyệt mà còn hại nàng rơi vào trong khe nứt hư không, vĩnh viễn không tìm thấy đường trở lại. Tiểu Khả ái lắc đầu. Hai, sớm biết như vậy, trước đó ta nên cản nàng lại khi còn ở tông môn hy vọng nàng có thể bình an vượt ải và trở về. Tần bất hối tự trách nói. Vô dụng thôi, nghe nói chỉ có thể đi đến cửa ải cuối cùng mới có thể bình an trở về, nếu không, cho dù là nguyệt phán xử cũng phải tử trận. Nàng mạnh như vậy mà cũng chỉ có thể một lần nữa sống lại ở bên ngoài nhờ thiên phú siêu cấp. Tiểu khả ái lắc đầu, dường như đã nhận định chắc chắn rằng tần nguyệt ác sẽ phải chết ly của nàng khiến tần bất hối chìm trong im lặng, chỉ có thể ngước mắt nhìn minh bài trong tay tiểu khả ái. Đây là minh bài sinh tử của Tần Nguyệt, có tác dụng giống như hồn đăng. Chỉ cần Tần Nguyệt không chết, thẻ bài này sẽ nguyên vẹn. Nếu như Tần Nguyệt chết, thẻ bài sẽ nứt ra. Cứ vậy, Tần bất hối chờ đợi trong sự lo lắng sâu sắc, đang đợi kết quả cuối cùng. Thời gian qua đi, chớp mắt lại qua thêm một ngày rồi. Trên cửa bí cảnh xuất hiện hai luồng ánh sáng chói lóa chứng minh tần nguyệt đã thông qua cửa ải thứ hai và đang mạnh mẽ vượt cửa ải thứ ba cũng khiến tần bất hối càng thêm lo lắng nhưng đáng tiếc lại lực bất tòng tâm thời gian trôi đi từng ngày ánh sáng chói lóa ở cửa bí cảnh biến thành ba luồng bốn luồng năm luồng sáu luồng bảy luồng khi ánh sáng biến thành bảy luồng ngay cả tiểu khả ái cũng phải kinh ngạc ngược lại là nằm ngoài dự đoán của ta thế mà nàng lại qua được cửa ải thứ bảy xông vào ải thứ tám rất lợi hại không hổ là thiên mệnh chi tử. Tiểu khả ái cất lời khen ngợi, kinh ngạc với biểu hiện tuyệt vời đến vậy của Tần Nguyệt, cũng khiến bọn họ cảm nhận được thiên phú của Tần Nguyệt đáng gờm đến nhường nào. Có điều. Vài ngày sau, sau khi luồng ánh sáng thứ 8 sáng lên, tiểu khả ái đã hoàn toàn chấn động. Nàng, nàng vượt qua cửa ải thứ 8, xông đến ải thứ 9 rồi, thế mà nàng lại đến được cửa ải ta đã từng dừng bước. Trong giọng nói của tiểu khả ái có chút rung động, Nàng biết rất rõ cửa ải thứ 8 khó khăn đến mức nào. Quái vật vô tận vô biên, biển quái vật không thấy được điểm tận cùng, chẳng khác gì thảm họa ập đến. Không có sự trợ giúp của ai, chỉ có thể đơn độc một mình tiến về phía trước trong đàn quái vật đang kéo đến như thủy triều. Tần Nguyệt mạnh hơn ta. Nàng ngay cả tiên khí cũng không có, mà lại xông đến được cửa ải ta đã từng đi đến. Hơn nữa, nàng mới đạt đến trúc cơ hậu kỳ, có lẽ nàng thực sự có thể cứu được thế giới này ánh mắt của tiểu khả ái phức tạp cảm thán tần nguyệt phi phàm đồng thời cũng cúi đầu nhìn minh bài sinh tử chờ minh bài nứt ra nhưng điều khiến nàng bất ngờ là minh bài không vỡ ra nó vẫn nguyên vẹn cho đến khi ánh hào quang thứ chín sáng lên nhìn thấy luồng ánh sáng này tiểu khả ái hoàn toàn chấn động thực sự hiểu được sự đáng sợ của thiên mệnh chi tử nàng đã vượt qua được cửa ải thứ chín vậy mà lại qua được cửa ải thứ chín đó là cửa ải mà ngay cả ta cũng không qua được tiểu khả ái siết chặt minh bài không dám tin nói quả thật là rất mạnh vậy phải chăng tần nguyệt lợi hại giống như người thủ hộ nặc ngôn tần bất hối vui vẻ hỏi không nàng mạnh hơn nặc ngôn nhiều năm đó nặc ngôn mang theo một món tiên khí thực lực là trúc cơ đại viên mãn còn có rất nhiều phương pháp bảo mệnh mà tần nguyệt cái gì cũng không có nếu như tần nguyệt chuẩn bị đầy đủ có lẽ nàng cũng có thể vượt qua cửa ải thứ 10 giống như nguyệt phán xử đôi mắt tiểu khả ái lóe sáng nàng nói đáng tiếc tiểu tần nguyệt lợi hại như vậy vẫn phải chết ta càng ngày càng hối hận vì đã không ngăn cản nàng tần bất hối lại tự trách không sao tất cả đều là đáng giá chờ nàng niết bàn trùng sinh là được bàn tay phải của tiểu khả ái lóe lên ánh sáng sẵn sàng ra tay cứu tần nguyệt bất cứ lúc nào thời gian tiếp tục trôi đi minh bài sinh tử của tần nguyệt không ngừng rung động giống như có thể vỡ nứt bất cứ lúc nào khiến tần bất hối càng ngày càng lo lắng sáng sớm ngày này một luồng ánh sáng đâm xuyên qua mây trời luồng sáng tỏa ra từ màn sáng của bí cảnh này chói mắt như thể thần quang. nhìn luồng ánh sáng này tiểu khả ái kinh ngạc há miệng ra cả người kích động trừng mắt nhìn thế mà nàng lại qua được ải thứ mười tiến vào cửa ải thứ mười một đó đó là cửa mà nguyệt phán xử mới đến được không thể ngờ được, biểu hiện của Tần Nguyệt lại xuất sắc như vậy. Ngày sau chắc chắn nàng có thể cứu vớt thế giới này. Tần bất hối chấp hai tay trước ngực, cầu nguyện. Chắc, cùng với câu nói của hai người, trên minh bài sinh tử của Tần Nguyệt đột nhiên xuất hiện vết nứt nhỏ li ti. Vết nứt này khiến trái tim Tần bất hối run rẩy, biết rằng cuối cùng Tần Nguyệt cũng ngã xuống. Quả nhiên, cửa ải thứ 11 quá đổi đáng sợ. Dù là Tần Nguyệt cũng không thể vượt qua đó là nơi thu trận đầu tiên của nguyệt phán xử tiểu khả ái khẽ nói quan mang rực rỡ xuất hiện trên cánh tay phải chờ đợi cơ hội phá vỡ mảnh hư không này bên trong bí cảnh linh hồn trong cửa ải thứ mười một toàn thân tần nguyệt đẫm máu vung thanh kiếm gãy phần bụng đổ máu tươi mà vẫn đần độn ra đòn ngăn cản quái thú bạc ngàn vô tận những quái thú này giống như ác ma làm da hóa đen mọc sừng dài và cánh số lượng nhiều vô cùng trên trời dưới đất bốn phương tám hướng có thể nói là những quái vật này nhiều đến mức che cả chân trời trong tầm mắt đều là quái vật bọn chúng bao vây xung quanh tầng nguyệt còn tầng nguyệt nàng đã mất đi ý thức chỉ là cơ thể vẫn đang chiến đấu linh lực trong cơ thể của nàng sớm đã kiệt quệ huyết mạch cũng đã héo rũ vì nhiều lần cưỡng ép tăng phúc cả người yếu ớt vô cùng thậm chí đến việc bước về phía trước mà nàng cũng không thể làm được nữa nhưng Khuyết nhân ngẫu mà lý hiên tặng cho nàng đó vẫn luôn treo bên hông nàng được nàng bảo vệ rất tốt vẫn giống như mới không hề dính một hạt máu nào cho dù nàng đã mất đi ý thức nàng vẫn bảo vệ món đồ lý hiên đã tặng theo bảo năng vù huyết nhận sắc bén xuyên qua vai phải của tần nguyệt cánh tay phải duy nhất vẫn còn khả năng chiến đấu cũng không còn mẫu kiếm gãy rơi rụng trên mặt đất rồi sau đó quái vật vô biên vô tận xung quanh nhào về phía tần nguyệt với đôi mắt đỏ ngầu móng vuốt sắc nhọn như muốn xé nát Tần Nguyệt. Ầm ầm, hai cánh tay khổng lồ đột nhiên từ dưới đất chui lên, ôm Tần Nguyệt vào trong lòng bàn tay, bảo vệ hoàn toàn, cũng ngăn cản quái vật từ bốn phương tám hướng xông đến. Đám quái vật này chỉ có thể điên cuồng công kích hai cánh tay, điên cuồng phá hủy nó. Trong lòng bàn tay, huyết nhân ngẫu bên hông Tần Nguyệt đột nhiên biến lớn, dần dần hóa thành một thanh niên dung mạo khôi ngô. Hắn chẳng phải ai khác mà chính là Lý Hiên huyết nhân ngẫu tương đương với một cái mạng của Lý Hiên, hắn có thể giáng xuống bất cứ lúc nào và bất cứ lúc nào để bảo vệ Tần Nguyệt, đồng thời còn có thể phát huy 90% thực lực. Giờ đây, ngay thời khắc Lý Hiên xuất hiện, cánh tay phải của hắn vòng lấy eo của Tần Nguyệt, ôm nàng vào lòng, ôm thật chặt. Hai, bị thương nặng như vậy nhưng vẫn không chịu dùng máu của ta, là không nỡ sao? Lý Hiên bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng đỡ Tần Nguyệt ngồi xuống. Đồng thời, Hắn lấy một bình máu của mình từ nên trong túi càng không treo bên hông Tần Nguyệt ra, nhẹ nhàng đổ vào trong miệng Tần Nguyệt. Được rồi, một ngày sau là ngươi sẽ khôi phục, kế tiếp, hãy để ta đưa ngươi rời khỏi nơi này, đưa ngươi đi giết sạch đám quái vật kia. Lý Hiên bế Tần Nguyệt lên, dùng phương thức bế công chúa. Sát khí dày đặc tỏa ra từ bên trong hai cánh tay khổng lồ, hướng về phía bầy quái vật bạc ngàn núi đồi. Các ngươi đều đáng chết, ánh mắt Lý Hiên lạnh lùng, Sáu đóa thanh liên chậm chậm xuất hiện sau lưng hắn, điên cuồng hấp thụ linh khí giữa đất trời. Gào, thấy Lý Hiên bước ra, quái vật vô biên vô hạn bắt đầu tấn công một cách điên cuồng, nhào về phía Lý Hiên giống như sói đói. Quái vật có tốc độ nhanh nhất kia đã xông đến trước mặt Lý Hiên, chỉ còn cách Lý Hiên chỉ chưa tới 5 phân. Nhưng, ngay tại thời điểm này, dưới chân Lý Hiên hiện ra một vòng sáng thần bí, nháy mắt bao trùm khu vực trong phạm vi nghìn thước, đồng thời kiếm quang vô tận xẹt qua hư không. Vèo 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 vèo, âm thanh nặng nề vang lên cùng với quang kiếm, vang vọng khắp khu vực này. Những quái vật lại gần lý hiên kia ngã xuống giống như thả sủi cảo, cơ thể bị cắt thành vài khúc. Gần như chỉ trong chớp mắt. Tất cả quái vật trong phạm vi nghìn thước đều bị miễu sát, dù là trên trời hay dưới đất đều không ngoại lệ, thậm chí cả khu vực còn đổ mưa máu, biến thành tu la tràn. Mà thứ tạo nên chuyện này chính là thủ hộ kiếm vực Lĩnh vực kiếm ý đáng sợ có cái tên thủ hộ. Đây vốn là lĩnh vực cực kỳ khó đối phó, bây giờ Lý Hiên lại thi triển ra vì bảo vệ Tần Nguyệt, khả năng sát thương càng tăng lên dữ dội. Mà sát chiêu này, cộng thêm lượng lớn quái vật chết đi trong nháy mắt, cũng khiến quái vật ở hiện trường hơi dừng lại một chút, sau đó bọn chúng lại ùng ùng kéo đến với đôi mắt đỏ ngầu như máu. Phập phập phập, kiếm quang lướt qua hư không, quang huy không ngừng lóe sáng xung quanh Lý Hiên mỗi lần chớp nhoáng đều có đông đảo thi thể đẫm máu rơi xuống. Hễ là quái vật tiến vào phạm vi nghìn thước xung quanh Lý Hiên thì đều ầm ầm ngã xuống như gặp lúa, chết đi trong mùi máu tanh nồng nặc. Đám quái vật không hề từ bỏ, vẫn điên cuồng tấn công như cũ, cho dù một giây sau tất cả đều chết thì bọn chúng vẫn điên cuồng xông tới, thề phải xé xác Lý Hiên thành mảnh nhỏ. Cứ như vậy, ở trong thủ hộ kiếm vực mạnh mẽ, Lý Hiên mặc bạch y, Ông tiểu Tần Nguyệt mềm mại yếu ớt trong lòng, bước từng bước trong bí cảnh linh hồn thần bí, bước đi giữa sự tấn công không có điểm cuối của quái vật. Chẳng rõ từ lúc nào bầu trời đã chuyển sang màu máu, mặt đất cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Trong sự tàn sát của kiếm quan, thi thể chất đống thành núi, toàn bộ khu vực này biến thành địa ngục trần gian. Nhưng số lượng quái vật không giảm đi nhiều, vẫn tăng lên một cách điên cuồng. Sau lưng Lý Hiên đã hình thành nên núi thay biển máu đó là do sự mạnh mẽ của hắn đánh ra dần dần quái vật mới xuất hiện đám quái vật này đáng sợ hơn tàn bạo hơn và khó giết chết hơn sức phòng ngự của bọn chúng tốt đến ngạc nhiên tốc độ siêu nhanh tốc độ hồi phục có thể nói là nghịch thiên thậm chí dù đã bị chặt đầu thì đám quái vật này vẫn chiến đấu như trước điên cuồng lao về phía lý hiên sự xuất hiện của đám quái vật này cho dù là kiếm vực cũng không thể miễu sát toàn bộ ngay trong nhát chém đầu tiên có quái vật bắt đầu tiến lại gần lý hiên chẳng hạn như một con quái vật bọ ngựa đầu tam giác nó đang vung lưỡi hái sắc bén chém về phía cổ lý hiên ầm ầm mặt đất trung chuyển một đôi bàn tay lớn bằng đất đá bỗng nhiên vươn ra từ dưới mặt đất lập tức bắt lấy con quái vật bọ ngựa này sau đó bóp nát tiếp đó mặt đất tiếp tục trung chuyển một người đá hồng tráng chui ra từ trong đất gầm thét xông về phía quái vật nó đánh giết cả đoạn đường túng lấy bất cứ quái vật nào dám lại gần rồi đập điên cuồng trung thành bảo vệ lý hiên mở đường cho lý hiên đây là người đá lớn của lý hiên người đá lớn rất ít khi ra trận cũng là tồn tại bất tử bất diệt chỉ cần lý hiên không chết người đá sẽ vĩnh viễn tồn tại nhưng một con người đá vẫn quá ít hoàn toàn không đủ đối phó với quái vật như thủy triều phải biết rằng, những quái vật này đã che lấp bầu trời, cả khoảng không đều bị nhuộm thành màu sắc của quái vật. Từ đó, có thể nhìn ra số lượng của quái vật khủng khiếp và nan giải đến nhường nào. Đối với chuyện này, Lý Hiên đã sớm biết rõ trong lòng, nhưng hắn không hề sợ hãi, thậm chí biểu cảm trên gương mặt cũng không hề thay đổi. Hắn chỉ ôm Tần Nguyệt đang hôn mê, dưới sự bao quanh của lĩnh vực, từng bước tiến về phía trước, chém giết. Không rõ lúc nào cánh tay của hắn xuất hiện một vết xước, máu tươi đỏ thẩm nhỏ xuống từ vết thương. Trong không trung, những giọt máu hóa thành huyết phân thân. Bây giờ, tuy hắn dán lâm trên người huyết nhân ngẫu, nhưng máu của hắn vẫn sở hữu 90% uy lực của bản thể, cho nên huyết phân thân vẫn có thể xuất hiện như bình thường. Trong khoảnh khắc những huyết phân thân này xuất hiện, hai tay chúng vỗ mạnh xuống đất. ầm ầm, từng con đại người đá chui lên, cùng gào thét xông về phía quái vật, mỗi con đều vươn cánh tay bằng đá to lớn ra lập tức dơ lên rồi đập loạn trong đám quái vật ngăn cản kẻ địch ở bốn phương tám hướng ở trên trời dưới đất cùng với sự tăng lên của số lượng người đá bọn chúng từ từ hình thành bức tường người đá bảo hộ lý hiên ở trung tâm giống như pháo đài di động khổng lồ nghiền nát kẻ địch xông tới nhưng quái vật thật sự quá nhiều vô biên vô hạn đầy đồng tháp núi đập chết một con lại mười con sông ra đập chết 10 con lại có 100 con sông đến. Quái vật nhiều, ngay cả trên thân người đá cũng bò đầy quái vật, bụi mù và đất đá bay loạn khắp nơi, đó là do quái vật chém bằng lợi nhận. Dẫn lôi thiên hàng, ầm ầm ầm, sấm sét chằng chịt từ trên trời giáng xuống, bát phủ khoảng trời này như tấm lưới sấm sét, cuồn cuộn rơi xuống trong tiếng nổ đùng đoàn, tức khắc dọn sạch một vùng lớn quái vật. Quái vật trên không bị sét đốt cháy, bốc khói rơi xuống đất, giống như thả sủi cảo. Lúc này, Lý Hiên mới nhìn thấy bầu trời, nhìn thấy hai mặt trời to lớn vô cùng trong hư không ấy. Thì ra ở đây có hai mặt trời. Lý Hiên lầm bầm tiếng về phía trước, sải bước đi về phía tận cùng của cửa ải thứ 11, đồng thời cũng cảm nhận được phong tỏa của không gian. Không gian ở nơi này khó bề tưởng tượng, năng lực không gian của hắn phải chịu hạn chế nghiêm trọng, ngay cả xuyên qua cũng không thể thực hiện được, càng không thể thi triển ra tuyệt chiêu không gian mà hắn nghiên cứu. Hắn đã từng tiêu hao lượng lớn công đức để nghiên cứu tuyệt chiêu không gian thông qua trưởng khống không gian, hơn nữa thành công khai phá ra một loại, đáng tiếc không gian ở đây bị phong tỏa, hắn không thể sử dụng được. Cũng may tay trái của hắn vẫn luôn nhỏ máu, số lượng huyết phân thân cũng từng bước tăng thêm, số lượng càng ngày càng nhiều. Sau khi huyết phân thân xuất hiện, ngoài việc triệu hồi người đá ngay lập tức ra thì thi triển dẫn lôi thiên hàng, tiến hành tấn công quần thể trên phạm vi lớn, tiêu diệt đám quái vật này. Nhưng Lý Hiên biết, nhiều đó vẫn chưa đủ, cho dù hắn ngưng tụ được hơn một nghìn huyết phân thân, nhưng so sánh với quái vật, số lượng ấy giống như trên lệch giữa biển lớn và thuyền buồm nhỏ. Ào ào ào, trên trời đổ trận mưa lớn, cọ rửa vết máu dọc đường, dọn một con đường sạch sẽ cho Lý Hiên. Kình phong mãnh liệt kia thổi về hướng chi chít quái vật, cản trở bọn chúng chiến đấu từ mọi phương diện. Đây là hô phong hoáng vũ, chỉ có tác dụng phụ trợ, lực chiến đấu đáng quan ngại, nhưng khi băng tuyết bỗng nhiên rơi xuống kình phong biến thành hàng phong lạnh thấu xương khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương tủy băng tuyết ngày càng dày dưới chân lý hiên xuất hiện từng vòng hàng băng bất kỳ quái vật nào xông tới gần lý hiên đều sẽ hóa thành tượng băng sau đó vỡ nát chưởng khống hàng băng sơ cấp đây là năng lực kiểm soát mà lý hiên nhận được sớm nhất có thể khống chế hàng băng kêu gọi băng tuyết triệu hồi người hàng băng đóng băng vĩnh viễn còn có thể gia tăng sức chiến đấu của Lý Hiên trong hoàn cảnh băng giá. Chỉ đáng tiếc, ngoài đóng băng vĩnh viễn ra, những năng lực hàng băng khác quá yếu. Giống như người hàng băng được triệu hồi, sức chiến đấu của bọn chúng chỉ ở cấp bậc luyện thể tông sư, ngay cả luyện khí tầng 1 của người tu tiên cũng không đạt đến, đến sử dụng mà Lý Hiên còn lười. Hiện tại, đối mặt với hàng hà sa số quái vật, Lý Hiên bắt đầu khống chế hàng băng, ngưng tụ ra từng người hàng băng loại nhỏ trong mưa tuyết bắt đầu vung nắm đấm chiến đấu với quái vật. Tiếc là bọn chúng quá yếu, cả đội người hàng băng cũng đánh không lại một con quái vật, lập tức bị quái vật đánh vỡ như cắt cỏ. Cũng may số lượng người hàng băng đủ nhiều, chỉ cần có băng tuyết là có thể ngưng tụ bọn chúng, miễn cưỡng có được chút tác dụng đỡ đạn. ầm ầm ầm, trên không bỗng lóe lên tia sáng, thiên thạch hỏa diễm như thiêu đốt khoảng không từ trên trời giáng xuống, lao về phía Lý Hiên như mưa sao băng, bay về phía tất cả người đá và huyết phân thân nếu cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện vậy mà những thiên thạch này lại là những con quái vật đá người đá tà năng tỏa năng lượng tà ác đúng là cửa ải khó chơi trên trời hay dưới đất khắp nơi đều là quái vật nhưng như vậy thì sao sáu vòng thanh liên phía sau lý hiên nhanh chóng chuyển động hấp thụ linh lực từ bốn phương tám hướng đồng thời gia tăng thuật pháp của lý hiên cũng cung cấp linh lực cho lý hiên những linh lực này cộng thêm vạn thọ chiến thể và linh yêu tự nhiên thể, linh lực của Lý Hiên vĩnh viễn dùng không hết, hắn có thể bắn vào toàn bộ quái vật như một pháo đài. Giống như bây giờ. Một tia hào quang của sấm sét xuất hiện tại mi tâm của Lý Hiên. Đó là tác dụng của trưởng khống lôi điện sơ cấp, hắn đang ngưng tụ đại lượng mũi tên sấm sét khắp bốn phương tám hướng. Những lôi mâu này vô cùng sắc bén, trôi nổi lơ lửng trong hư không, chờ đợi Lý Hiên phóng thích tia ở mi tâm của Lý Hiên sáng lên, vô số lôi mâu bỗng nhiên bay ra, lao vào cơn mưa thiên thạch từ trên trời rơi xuống, trền vang giống như tia la ge. Đùng đùng, đùng đùng, tất cả thiên thạch do người đá tà năng tạo thành trực tiếp bị lôi mâu đánh vỡ, hóa thành tro bụi và từ trên bầu trời rơi xuống. Toàn bộ bầu trời đã biến thành đại dương của sấm sét và thiên thạch. Đất dưới mặt đất tơi xốp, hàng trăm móng vuốt sắc bén chợt vồ về phía Lý Hiên, Định xé toạc lý hiên thành từng mảnh bằng kịch độc. Nhưng dây tiếp theo, những móng vuốt sắc nhọn này đã đông cứng thành đá, sau đó dần dần vỡ vụn. Cộp cộp cộp, Lý Hiên bước từng bước tiến về phía trước. Trong những tấn công và tập kích vô biên vô tận trên trời dưới đất, trong cửa ải như là địa ngục tu la này, một mình hắn ôm tiểu Tần Nguyệt yếu ớt, bước chân kiên định tiến về khu vực chính giữa cửa ải thứ 11. Không gian thoáng dao động một lợi nhận tẩm nọc độc đột nhiên xuất hiện sau lưng Lý Hiên, suýt nửa đâm vào trái tim của hắn. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, không gian cũng dao động, dịch chuyển đòn tấn công này đi. Hóa ra, ở cửa thứ 11 này, có khu vực cho phép sử dụng năng lực không gian. Vậy ta sẽ để các ngươi cảm nhận một phen cái gì được gọi là công kích của không gian. Lý Hiên khẽ mỉm cười, năng lực không gian đáng sợ lập tức quét qua khu vực này. Không gian phong bạo, sự kết hợp của vô cùng vô tận của những lưỡi dao không gian sắc bén hình thành nên không gian phong bạo đáng sợ đánh bay quái vật trong khu vực này lần này không một tiếng nổ không hề tung tóe không một tiếng kêu rên thậm chí không có đau đớn ngay khi không gian phong bạo xuất hiện từng mảng lớn quái vật ngã xuống như gặt lúa chúng bị không gian phong bạo xé nát trong nỗi kinh hoàng bóng dáng của lý hiên cũng đột ngột xuyên qua hư không Tiến về phía trước một vạn cây số, đi đến khu vực trung gian của cửa thứ 11. Đến nơi này, không gian lại một lần nữa bị phong tỏa, không thể sử dụng năng lực không gian được nữa. Lý Hiên rất bình tĩnh, không hề lo lắng, một lần nữa triệu hồi lực lượng thủ hộ của hắn. Bởi vì trước mặt hắn là rất nhiều quái vật đáng sợ hơn, hung tàn hơn đang điên cuồng lao tới. Càng ngày càng nguy hiểm, nơi này thật sự không đơn giản. Tiến vào tầng thứ 11, e rằng người tu tiên bình thường chưa bước nổi dù chỉ là một bước thì đã bị bao phủ rồi. Cho dù cứng rắn chống cự thì cũng không kiên trì được lâu, linh lực tiêu hao quá nhiều, mà thanh liên chi thể lục giai của ta không hề mạnh, may mắn là ta có vạn thọ chiến thể và linh yêu tự nhiên thể. Vạn thọ chiến thể dung hợp rất nhiều năng lực và thiên phú, tăng phúc linh lực trên diện rộng. Cộng thêm linh yêu tự nhiên thể, đây là thể chất đặc thù được hình thành từ linh yêu chi thể và tự nhiên chi thể có thể nói nó sinh ra để hấp thụ linh lực tác dụng chính là hấp thụ linh lực chồng những năng lực này lên nhau linh lực của ta vô cùng vô tận vĩnh viễn không ngại tiêu hao lý hiên lại một lần nữa bước về phía trước kiên định đi vào giữa thủy triều quái vật đồng thời búng nhẹ ngón tay trái ba đám quái vật bất ngờ xảy ra rối loạn một lượng lớn quái vật đột nhiên dừng lại đứng bất động tại chỗ có con cười ngây ngô có con nhào lên phía trước có con còn đang tấn công đồng bạn tóm lại từng đám từng đám quái vật làm đủ loại hành động kỳ quái giống như bị mất hồn gây cản trở nghiêm trọng cho tiến công của đám quái vật đặc biệt là những con quái vật tấn công bừa bãi chúng nó không ngừng giết chết những con quái vật đang mờ mịt chung quanh cái đầu đơn giản của bọn chúng không nghĩ ra tại sao đồng bạn của mình lại đánh mình cứ như vậy tiến công của quái vật bị trì hoãn và càng ngày càng hỗn loạn Quái vật chỉ cần nhìn Lý Hiên thì sẽ trúng chiêu trong vô thức và rơi vào trạng thái điên cuồng. Ngũ giác huyễn thuật Đây là huyễn thuật do Lý Hiên thăng cấp trên nền tảng của động tác huyễn thuật, uy lực mạnh hơn, đồng thời có thể tùy ý thực hiện huyễn thuật thông qua tứ chi. Mỗi nụ cười, mỗi cái chớp mắt, mỗi bước đi, mỗi cái búng tay của hắn đều có thể phi triển huyễn thuật và gây ra sát thương lớn cho kẻ địch. Nhưng huyễn thuật tiêu hao tinh thần, không thể sử dụng tùy ý một cách vô cùng vô tận như linh lực không sao thứ ta không thiếu nhất là tuyệt chiêu lý hiên ôm chặt tiểu tần nguyệt đáng yêu thậm chí sợ nàng sẽ bị lạnh nên hắn đã đặc biệt tạo nên một lớp màng bảo vệ từ linh lực để bao bọc xung quanh cơ thể nàng cẩn thận bảo vệ nàng cứ như vậy lý hiên tiếp tục tiến về phía trước trong làn sóng quái vật như tai họa gian nan đi ngược trong nguy hiểm bên kia bên ngoài bí cảnh linh hồn Tần bất hối và tiểu khả ái ngơ ngác nhìn minh bài trong tay, thấy vết nứt trên minh bài của tần nguyệt không xuất hiện thêm nữa, đã hoàn toàn ổn định, hai người đều có chút sững sờ. Trên minh bài xuất hiện vết nứt, điều đó cho thấy tần nguyệt đã trọng thương, sức chiến đấu giảm sút nghiêm trọng. Theo tình huống bình thường, chẳng mấy chốc tần nguyệt sẽ ngã xuống, hóa thành một quả trứng phượng hoàng và được bọn họ cứu ra. Nhưng không biết vì sao minh bài lại không vỡ vụn, thậm chí còn có dấu hiệu lành lại, Điều này khiến hai người hoàn toàn không thể hiểu được. Sao lại thế này? Tầng thứ 11 nguy hiểm như vậy, ngay cả Nguyệt phán xử cũng không thể kiên trì được lâu, tại sao tầng Nguyệt lại kiên trì được lâu như vậy? Hơn nữa, minh bài còn đang khôi phục. Tiểu khả ái thắc mắc. Ta không biết. Chẳng lẽ tầng Nguyệt có được bảo vật trong cửa ải? Tầng bất hối suy đoán. Không thể nào. Chỉ có hai phương thức có được bảo vật trong bí cảnh linh hồn. Cách thứ nhất là vượt qua 12 cửa ải của bí cảnh thì mới có thể đạt được bảo vật và rời đi bình an. Một phương pháp khác chính là cách của chúng ta, chết trận trong bí cảnh bằng thủ đoạn khéo léo, sau đó sống lại ở bên ngoài bằng thủ đoạn đặc biệt. Phương thức mua lợi này cũng có thể lấy được bảo vật, cũng là phần thưởng của bí cảnh, nhưng phần thưởng sẽ rất kém, chẳng hạn như tâm thứ nguyên của ta, nó cũng đến từ bí cảnh linh hồn. Tiểu Khả Ái thoáng nhìn ngực mình và nói: "Ra là như vậy. Thế tình hình lúc này là sao? Tại sao Tần Nguyệt vẫn còn ở bên trong? Chẳng lẽ thiên mệnh chi tử thật sự mạnh như thế sao?" Tần Bất Hối hỏi dồn: "Ta cũng không biết. Thật kỳ quái, Tần Nguyệt có thể vượt qua 10 cửa ải phía trước đã là hành động nghịch thiên, đoán rằng vùng trời đất này đã trao cho nàng sự ủng hộ khổng lồ." Nhưng dù có duy trì lớn đến đâu đi chăng nữa cũng không phải vô hạn, lẽ ra nàng không nên kiên trì ở cửa ải thứ 11 lâu như vậy. Hơn nữa, rõ ràng đã bị thương nặng, nhưng nàng lại đang khôi phục, thật kỳ quái. Tiểu Khả Ái không nghĩ ra và không hiểu đây rốt cuộc là tình huống gì. Nàng cũng trông rất hoang mang. Bất kể thế nào, Tần Nguyệt không sao là tốt rồi, chỉ cần nàng còn sống là được. Tần bất hối may mắn nói. Nhưng thật sự rất kỳ quái không được, ta phải tính toán một chút. Tiểu khả ái đưa bàn tay nhỏ trắng nõn vào trong ngực, cả cánh tay duỗi vào trong. Khi một lần nữa rút ra, thế mà nàng lại lấy ra một lá cờ tam giác, một lá cờ dài hai thước. Quan huy thần bí lập lòe trên đầu lá cờ, dường như là quan huy có liên quan đến vận mệnh. Sau đó, nàng cắm lá cờ xuống đất, phát động tác dụng của lá cờ. Bên cạnh, tần bất hối im lặng nhìn cảnh này mỗi lần nhìn tiểu khả ái lấy đồ ra bằng cách đó, nàng đều thấy nhức đầu. Nó thật sự hơi quá trái ngược, vì ngực tiểu khả ái thật sự rất phẳng, tuổi nhỏ hơn nàng rất nhiều, chuyện này làm tần bất hối ngạo nghễ ngẩng đầu. Nhưng nghĩ đến tần nguyệt, tần bất hối lại bất lực lắc đầu. Nàng cảm thấy tần nguyệt trổ mã càng lúc càng nhanh, đã lớn hơn một vòng so với lần đến chỗ Lý Hiên trước đây, thật sự làm người ta hâm mộ. Ngươi đang nhìn cái gì thế, nhìn tia sáng vận mệnh trên lá cờ đi. Tiểu khả ái phát hiện tần bất hối nhìn ngược mình thì lập tức ngại quá hóa giận nói. Được, được, được. Tần bất hối vội vàng nhìn lên phía trên lá cờ, phát hiện tia sáng này rất yếu ớt, lúc liền lúc đứt. Ta đã kết nối minh bài của tần nguyệt với vận mệnh kỳ. Thông qua lá cờ, chúng ta có thể nhìn thấy tia sáng vận mệnh của tần nguyệt, đó cũng là chúc phúc của thế giới đối với tần nguyệt. Nhìn thấy chưa, bây giờ tia sáng vận mệnh đã vô cùng yếu ớt điều này cho thấy sự ủng hộ của thế giới đối với nàng đã tiêu hao đến gần như cạn kiệt nàng đã không còn nhiều duy trì nữa theo lý thuyết trong tình huống này nàng phải chết và biến thành trứng phượng hoàng nhưng bây giờ xảy lại ra biến cố không thể lường trước là nàng vẫn còn sống điều này giống như có người đã cưỡng ép đảo ngược vận mệnh của nàng xuất hiện cứu vớt nàng trong lúc nàng tuyệt vọng nhưng chuyện này là không có khả năng bí cảnh linh hồn quá đặc thù. Không ai có thể tiến vào loại bí cảnh này, đừng nói đến ngươi và ta, ngay cả Nguyệt Phán Sử cũng không làm được việc này. Tất cả những gì chúng ta có thể làm chính là cứu người bằng cách đánh vỡ bí cảnh. Nhưng bây giờ bí cảnh vẫn còn nguyên vẹn, Tần Nguyệt cũng chưa chết, thậm chí nhìn vào dấu hiệu, có thể thấy nàng vẫn đang vượt vào bí cảnh. Hiện tượng như này thật sự không thể tưởng tượng nổi, quá kỳ quái. Tiểu khả ái xị mặt, giải thích với vẻ mặt nghiêm túc nàng nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra nguyên nhân tại sao cảm thấy đầu óc của mình không đủ bên cạnh tần bất hối cũng rất khó hiểu cảm giác đầu tiên là có người cứu tần nguyệt và nàng nghĩ tới lý hiên nàng cảm thấy chuyện này có liên quan đến lý hiên nhưng lý hiên chỉ mới kỳ trúc cơ lại đã dùng hết văn tự thần bí hơn nữa linh hồn của hắn còn đang bị thương nặng ngay cả khi Lý Hiên có phân thân thì hắn cũng không có nhiều sức mạnh. Ngoài ra, Nam vực và Trung Châu bị ngăn cách bởi biển vô tận, phải trải qua rất nhiều nguy hiểm trên đường đi, Lý Hiên căn bản không thể cứu được Tần Nguyệt chứ đừng nói đến chuyện tiến vào bí cảnh linh hồn cứu người. Ngay cả bọn họ cũng không vào được bí cảnh linh hồn thì Lý Hiên càng không thể tiến vào từ bờ bên kia của biển vô tận, quan trọng là Lý Hiên không biết Tần Nguyệt đã tiến vào bí cảnh linh hồn. Vì vậy Tần Bất Hối cảm thấy chuyện này không liên quan đến Lý Hiên, đành phải suy đoán ngẫu nhiên rằng có một người khác. "Tông chủ, liệu có phải là có cường giả siêu cấp nào đó đã cứu Tần Nguyệt hay không?" Tần Bất Hối hỏi. "Cũng có khả năng, nhưng xác suất này tiệm cận bằng không. Dù sao đây cũng là bí cảnh linh hồn, sao có người có thể lặng im không tiếng động mà tiến vào được?" Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.